Anh Nhật xin chào các bạn nha. Lâu lâu rồi, hôm nay mới về được hai cái chiếc bếp từ âm. Rất là nhiều bác hỏi bên em bếp từ nhưng mà cũng ít nhập. Lần này em cũng nhập ít bếp về bán phục vụ các bác nhé. Ở đây là hai con bếp từ âm, một con này của hãng National các bạn này. Đây, National các bạn nhé. Con này ba bếp, size 60. Hai bếp này mỗi bếp 2 kW. Bếp hồng ngoại 1,2 kW. Mặt mũi đẹp các bạn này. Và điều khiển đây. Đấy. Các cái chế độ lò nướng các thứ đầy đủ, khay nướng đây. Khay nướng thì người Việt Nam mình gần như rất ít dùng, hai cái chiếc này thì đã test ok rồi, lâu lâu em giờ không có ổ cắm của nó, nào sẽ mua ổ cắm để test thử cho các bác nhé, nhưng mà chạy ngon lành, test ok hết. Đây. Và đây là cái chiếc Panasonic. Con này thì VIP hơn các bạn, con này là VIP hơn nhiều nhé. Con này thì là có sensor, hai sensor cảm biến này, chống cháy các bạn này, hai sensor cảm biến nhé. Đấy. Để đủ tất cả các tính năng, mã của nó là KZ-D32AK2. Đấy. Lò nướng kiểu. Con này thì nó sản xuất năm 2013 các bạn. Tổng công suất của hai bếp hồng ngoại 5.800W này. À, hai bếp từ bếp hồng ngoại là 1.500W. Điện 200V này, các bác có thể cắm điện lưới Việt Nam luôn nhé. Khi mà các bác mua cái bếp từ đặt điện 200 này thì các bác lưu ý là cái dòng điện nhà mình cố gắng làm sao kiểm tra nó khoảng tầm 200 đến 220V. Nếu bác nào điện khỏe quá thì mình nên mua thêm một cái pin áp để chạy cho nó. Con này thì nướng cái này. Đấy. Sẽ có clip và cắm điện test trực tiếp cho các bác nhé. Con này thì em bán là 3,9 triệu này. 3,9 triệu này các bác nhé. Con này thì là 5,9 triệu. Đấy. Bảo hành tất cả đều 6 tháng cho các bác bếp từ. Con nào đang có nhu cầu thì các bác liên hệ nhé. Con này có sensor cảm biến, là con này là rất là VIP đây này. Con này VIP, con này thì ok mà không VIP bằng thôi, mà giá thành thì tốt hơn.